130W trừ 5 rất bù lên ô tô.
đời 130 này ấy, thì là nó cũng lâu đời rồi. Con này mình cũng không rõ đời cho lắm, nhưng mà hiện tại con này cũng là lâu đời rồi. Thì con này là xúc thì cũng bền bỉ lắm các bạn. Còn ô tô Samsung kia thì là ô tô kia thì đời tầm 92-93. Con Solar này thì là 130 này, gầu nó vào 05 các bạn ạ. Gầu 05 thì nó hoạt động cũng vì máy này là máy của cho trường. Đây, con máy này là trường dạy, giống trường dạy nghề. Thế là máy này nó dùng nó cũng không ấy lắm, nó ít hỏng hóc lắm, mà hơi hỏng là sửa luôn nên là cũng đỡ. Đây là công trình này là bãi đỗ xe, đang xúc các bùn quăng ô tô để trở đi. Công nhân đông lắm.